Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Hãy dùng lời xin lỗi thay vì hành vi đoạt mạng người. Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp xảy ra những vụ giết người với lý do hết sức đơn giản như va chạm giao thông, cự cãi nhau vài lời do mâu thuẫn khi ăn nhậu. Những án mạng rất đáng tiếc này sẽ không xảy ra nếu mỗi người biết kiềm chế cơn nóng giận, đôi khi chỉ một lời nói xin lỗi. Ngày 23 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thông báo nạn nhân Lê Minh Hoàng, sinh năm 1969, trú phường 1, thành phố Tuy Hòa. Người bị đánh sau khi xảy ra va chạm giao thông vào tối ngày 21 tháng 5 tại Phú Yên đã tử vong. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 5, ông Hoàng điều khiển ô tô 78A09198 trên đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa thì va chạm với xe máy 78G162204 do Lê Chí Đạt, sinh năm 1995, trú huyện Sơn Hòa điều khiển. Tai nạn không nghiêm trọng, nhưng khi ngã xuống đường, Đạt ngồi trước đầu xe hơi chửi bới ông Hoàng. Lúc này ông Hoàng mở cốp xe lấy gậy bóng chày bằng kim loại dài 70,5cm đánh một cái vào chân Đạt. Bị đánh, Đạt giật lấy gậy bóng chày đánh trúng vào đầu ông Hoàng, khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Ông Hoàng đã mất mạng sau đó vì chấn thương sọ não nặng. Cũng trong ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1998, trú ở Buôn Cô Hát Nê, xã Quốc Đăng, để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại xã Quốc Đăng, huyện Cư Mờ Ga. Vì mâu thuẫn có lời qua tiếng lại trong lúc cùng ăn nhậu, Nguyễn Duy Hải đã dùng dao đâm chết LTTH, sinh năm 2003, trú cùng buôn Cô Hát Nê, xã Quốc Đăng. Những cái chết không đáng có như thế này thường xuyên xảy ra từng ngày khắp nơi, đến mỗi người dân dần ít quan tâm. Một mặt nạn nhân của những vụ án này cũng không phải tay vừa trong những cuộc xung đột đó, nhưng đây là thực trạng xã hội rất đáng báo động. Dù giết người phải đền tội khi án mạng xảy ra, thì kẻ thù ác phải lãnh án nặng, nhưng nạn nhân cũng không thể sống lại được. Nhiều hệ lụy xã hội sẽ trút xuống gia đình, người thân của cả hai bên. Cuộc sống với muôn vàn mối quan hệ luôn xảy ra các sự cố ngoài ý muốn, làm phần lòng nhau, sẵn sàng làm bùng nổ những cơn giận dữ. Nhưng nếu một trong hai bên kiềm chế, nhẫn nhịn thì sẽ bớt đi những xung đột, mỗi ngày xã hội bớt đi những vụ việc đen tối tiêu cực. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý hình sự các đối tượng giết người này, rất cần việc thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con người từ tấm bé, từ gia đình đến trường học và ngay cả với những người đã trưởng thành. Hãy dạy con trẻ, hãy nhắc người lớn phải biết nói lời xin lỗi khi xảy ra sự cố đáng tiếc nào đó, dù đôi khi mình không sai. Dẫu hai từ xin lỗi với bất kỳ ai cũng rất khó nói ra, nhưng luôn nói lời xin lỗi sẽ giúp mình rèn luyện được tính khiêm nhường, kiên nhẫn. Hơn cả, lời xin lỗi chân thành sẽ giúp hóa giải những cơn giận dữ, sẽ làm hòa, hạn chế các xung đột. Hai vụ việc vừa xảy ra nói trên, đôi khi chỉ cần một lời xin lỗi cũng có thể đã không xảy ra bạo lực, có thể đổi cả tính mạng. Kiếm 1.000 USD từ bán bé gái sang Campuchia, thanh niên nhận án 11 năm tù. Thưa quý vị, hôm ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vi Hoàng Lâm, 17 tuổi, trú tại xã Đắk Đờ Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông và tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù. Theo cáo trạng, vào tháng 7 năm 2021, Lâm bị bán vào công ty của người Trung Quốc làm ở Campuchia. Sau đó, Lâm bỏ ra số tiền 4.000 USD để chuộc mình. Tuy nhiên, Lâm không về Việt Nam mà ở lại Campuchia lao động bất hợp pháp và quen biết với Sầm Thị Hải Yến, 26 tuổi, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Yến làm công việc tuyển chọn người cho các công ty, quán bar tại Campuchia. Đến tháng 5 năm 2022, Lâm trở về Việt Nam. Sau đó, Yến liên lạc và bàn với Lâm tìm người đưa sang Campuchia bán. Với mỗi trường hợp đưa người sang thành công, Yến sẽ trả cho Lâm 1.000 USD và Lâm đã đồng ý hợp tác. Lâm lên mạng xã hội Facebook đăng bài tuyển dụng lao động với nội dung sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, công ty sẽ lo mọi chi phí ăn ở đi lại. Khoảng đầu tháng 7 năm 2022, cháu L, 14 tuổi, trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuật, nhắn tin qua Facebook xin Lâm đi làm. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Lâm và cháu L đón xe khách đến thành phố Hồ Chí Minh.
Yến đã cho người đón L rồi vượt biên sang Campuchia. Sau đó Yến chuyển cho Lâm 18 triệu đồng. Số tiền còn lại Yến cất trả sau. Sau khi sang Campuchia và biết mình bị bán vào công ty của người Trung Quốc, nên cháu L đã liên lạc cho gia đình chuộc với số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, cháu L được người thân và công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu đưa về Việt Nam. Riêng đối tượng Sầm Thị Hải Yến hiện đã bỏ trốn.